Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ. Đầu xin tạm dừng chúc phúc. Kính thưa văn phòng đại diện của ông Trần Phú Khánh, quản lý các tỉnh miền Trung của công ty trách nhiệm hữu hạn tôm giống Lê Tóc Phát, nhân dịp lễ hội truyền thống Phú Lạc. Văn phòng đại diện của ông Trần Phú Khánh, quản lý các tỉnh miền Trung của công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Tóc Phát. Về có chung vui với đoàn cũng như chung vui với ban lãnh, không có gì hơn. Xin thay mặt toàn ban nam nữ nghệ sĩ công nhân viên đoàn phục vụ tổ phúc thành, xin cầu chúc cho văn phòng đại diện của ông Trần Phú Khánh, quản lý các tỉnh miền Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn tôm giống Lê Tóc Phát, làm ăn phát đạt, thắng tài thắng lợi, bốn chữ phước lộc thọ trường. Dạ, xin kính mời bà con hướng mắt về sân khấu, xin tiếp tục với tuồng Ngũ Hổ Bình Nam, đoàn chúng tôi xin phép lên màn tiếp diễn.